Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Đó sẽ là chiến thắng với tỷ số tuyệt đối. Sau trận thua bạc nhiều 0-4 trước Team Flash tại chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân và mới đây là thất bại tại APL 2020, những tưởng đó sẽ là cú sốc lớn khiến cho Sài Gòn Phantom chùn bước trên hành trình tìm lại ánh hào quang năm nào. Tuy nhiên, họ đã thực sự trở lại mạnh mẽ ở mùa đông này khi thể hiện một phong độ vô cùng hủy diệt, thống trị trên bảng xếp hạng và bỏ xa đội xếp thứ hai tới 9 điểm để băng băng thẳng tiến vào trận chung kết diễn ra vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Vậy đâu là chìa khóa dẫn đến thành công của những bóng ma Sài Thành ở giai đoạn bóng bảng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video này nhé. Sài Gòn Phantom là cái tên hiếm hoi không có bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự trước khi đấu trường danh vọng mùa đông 2020 khởi tranh. Thế nhưng đại diện đến từ phương Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về mặt chiến thuật cũng như lối chơi. Nổi tiếng là một đội tuyển có lối đánh tấn công tổng lực, ép giao tranh từ sớm. Ở mùa giải năm nay, Lai Bang và các đồng đội đã thực sự nâng tầm chiến thuật đó lên một đẳng cấp cao hơn. Thống kê chỉ ra rằng, Sài Gòn Phantom là đội tuyển đứng đầu về hiệu suất hạ gục khi cứ mỗi phút thi đấu, những bóng ma Sài Thành lại có cho mình 0,93 mạng. Đội xếp ngay phía sau Team Flash cũng chỉ đạt cho mình con số là 0,76. Không chỉ có vậy, họ cũng đồng thời là đội tuyển có thời gian thi đấu trung bình mỗi ván ngắn nhất với chỉ 13,59 phút. Điều này đủ để thấy đại diện đến từ phương Nam thi triển chiến thuật lăn cầu tuyết mạnh mẽ đến mức nào. Một khi đã chiếm được lợi thế từ những giây phút đầu trận đấu, Lai Bang và các đồng đội sẽ biết hướng thế trận theo ý đồ của mình, ép giao tranh liên tục bằng cách xâm lăng rừng, chủ động băng trụ khi thích hợp để khiến cho đối thủ gần như không có cửa bật. Lai Bang như thường lệ vẫn là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của đại diện đến từ phương Nam khi đóng góp vào tới hơn 42% tổng mạng hạ gục của toàn đội. Thậm chí, anh chàng này còn tạo ra khoảng cách hơn 100 mạng hạ gục so với người xếp thứ hai là Gray, một phong độ thực sự hủy diệt của thần đồng sinh năm 2001. Ở một vài những thông số nổi bật khác của người chơi đi rừng như lượng vàng trên phút hay sát thương trên phút, Lai Bang cũng luôn là người đứng đầu. Từ việc dẫn dắt lối chơi cho đến dứt điểm trận đấu, Lai Bang đều đang tỏ ra vô cùng xuất sắc. Có lẽ thứ duy nhất anh chàng này còn thiếu chỉ là một danh hiệu để bước vào ngôi đền huyền thoại của Liên Quân Mobile Việt Nam. Trên thực tế, trong đội hình của các nhà đương kim Á quân đấu trường danh vọng không chỉ có mỗi mình Lai Bang biết tỏa sáng. Sự khác biệt lớn nhất của Sài Gòn Phantom so với mùa giải trước nằm ở khu vực đường rồng. Có thể nói, Red đã có những tiến bộ vượt bậc dù mới chỉ chuyển sang vị trí xạ thủ kể từ APL 2020. Trong 11 vị tướng mà Red đã sử dụng tại giai đoạn vòng bảng, có tới gần một nửa là đấu sĩ. Điều này cho thấy người chơi này sở hữu bể tướng đi đường khá toàn diện. Dù phong cách thi đấu không quá nổi bật, nhưng Red vẫn luôn biết cách để khán giả nhớ đến tên mình với những pha xử lý điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Xuyên suốt nhiều vòng đấu, người chơi đường rồng bên phía Sài Gòn Phantom luôn nằm trong top những tuyển thủ có KDA cao nhất giải. Không quá khi nói rằng, Red là tấm gương tiêu biểu cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ và một vị trí đánh chính trong đội hình là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó. Họ có thể thắng luôn cả trận thi đấu này. Red đã có một pha thi đấu rất tốt khép góc về vị trí của Agassi. Sau những lùm xùm trước thềm mùa giải mới cùng với việc không được trọng dụng tại APL vừa qua, Đồng Nam đã dần lấy lại niềm tin nơi ban huấn luyện đội tuyển Sài Gòn Phantom. Cùng với Zeref và Lai Bang, anh Năm Sài Gòn là một trong ba thành viên đã thi đấu đầy đủ cả 54 ván tại giai đoạn vòng bảng. Vẫn là một chất điên vốn có đã làm nên thương hiệu, người chơi này luôn biết cách tạo ra đột biến mỗi lúc cần thiết, nhưng không ít lần nó lại trở thành tình huống dở khóc dở cười khi những người đồng đội không theo kịp được ý đồ của anh ta. Tuy nhiên với Lai Bang lại là một câu chuyện khác, việc đã quá am hiểu nhau từ trong game lẫn ngoài đời khiến cho Lai Bang luôn cùng tần số với Đồng Năm. Đồng Năm cần Lai Bang có, Đồng Năm khó có Lai Bang. Sự ăn ý của bộ đôi này có thể sánh ngang với cặp bài trùng nổi tiếng khác là Sơn Bách và Free của Team Flash. Nếu để chỉ ra người có phong độ ổn định nhất thì khó có cái tên nào vượt qua được Lạc Lạc. Lạc Lạc chưa bao giờ là ngôi sao sáng giá nhất nhưng sẽ luôn là mắt xích không thể thiếu cho đội hình của những bóng ma Sài Thành. Meta hiện nay dường như vô cùng phù hợp với lối chơi của Lạc Lạc, nơi mà người chơi đường giữa không còn đóng vai trò carry team chính nữa mà lui về phía sau như một trợ thủ thứ hai để làm nền cho người đi rừng tỏa sáng. Thêm vào đó, để triển khai chiến thuật snowball một cách chân chu, Sài Gòn Phantom tuyệt đối không được để mất trụ đầu đường giữa quá sớm. Điều này vô tình sẽ ảnh hưởng tới khả năng cướp rừng cũng như ép giao tranh của những bóng ma Sài Thành. Lối chơi theo thiên hướng đánh thủ và cover đồng đội luôn giúp cho Lạc Lạc dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kể từ khi trở lại thi đấu ở vị trí trợ thủ, Zeref vẫn luôn thi đấu hết sức tròn vai. Thậm chí nếu phải đặt lên bàn cân so sánh với Pori, những thông số của anh chàng này tỏ ra không hề thua kém. Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế cho thấy rằng Zeref chưa khi nào là đối thủ xứng tầm với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến trong mỗi lần đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, Zeref trong mùa giải năm nay đã có những bước chuyển mình đáng kể, đặc biệt là việc chịu khó giao tiếp hơn với đồng đội. Nếu như theo dõi mai check của Sài Gòn Phantom ở mùa giải trước, người ta hiếm khi bắt gặp những tình huống côn tim của anh ta thì ở mùa giải này, mật độ đó đã cao hơn. Điều này chứng tỏ sợi dây liên kết giữa bộ ba rừng mid support được cải thiện rất nhiều. NTB hay Goro dù chưa có cơ hội được thi đấu nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của họ là điều không phải bàn cãi. Ở trong những ván đấu mà Goro được ra sân, cựu người chơi của Evo Esports thường sử dụng cho mình tướng đấu sĩ đi đường giữa và biết đâu đấy sẽ là phương án dự phòng cho một kèo bo bảy dài hơi và khi Lạc Lạc đã hiện tượng. Sài Gòn Phantom đang phô diễn thứ sức mạnh hủy diệt ở mùa giải năm nay, nhưng nói như vậy không phải các nhà Á quân đấu trường danh vọng không có điểm yếu.
Dễ dàng nhận thấy, nếu như bóng ma Sài Thành không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ ngay từ giai đoạn đầu, họ thường tỏ ra lúng túng trong cách vận hành chiến thuật và những kèo đấu cò quay đó chưa bao giờ điểm mạnh của đội tuyển này. Không làm được gì nhiều trong pha giao tranh vừa rồi và bên phía Sài Gòn Phantom mất 4 người. Dù đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào lai băng như trước, nhưng lối chơi nuôi rừng của Sài Gòn Phantom vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi nó vô tình khiến cho các khu vực đường còn lại rất dễ thọt tiền. Một khi lai băng không xanh, đồng nghĩa việc họ sẽ thiếu đi một chủ lực cánh tim thứ thiệt. Bỏ qua những khuyết điểm còn tồn đọng, không thể phủ nhận ở mùa giải năm nay, Sài Gòn Phantom đang tỏ ra lấn lướt hơn so với phần còn lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, những bóng ma Sài Thành đang hội đủ các yếu tố để tạo ra một cuộc lật đổ ngôi vương. Các bạn khán giả thân mến, hãy nhớ đón xem trận chung kết đấu trường danh vọng mùa đông 2020 bắt đầu từ lúc 14 giờ ngày 8 tháng 11 trực tiếp trên các kênh sóng của Liên Quân Mobile. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao của đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và các giải đấu liên quân trên toàn thế giới.